Hello, xin chào các bạn. Hôm nay bên Mỹ là cái ngày lễ Thanksgiving nha cả nhà. Là ngày lễ tạ ơn. Nhưng mà trước nhà mình thì không có hoa hướng dương, hoa cúc gì hết trơn á. Cho nên muốn trang trí nhà cho có không khí chút xíu các bạn. Cho nên các bạn đi cắt vài cái cành lá xung quanh nhà để tạo nên một cái không gian giống như Thanksgiving cùng với hai mẹ con mình nha. Đó, bây giờ cái cây này là hoa chuối hay sao á các bạn, mà cái màu nó vàng vàng, tại mình đang cố tình kiếm cái cây nào có màu cam cam, màu vàng vàng để cho nó giống đó mọi người. Mình không có rành về cắm hoa nha mọi người, cho nên mình chỉ để mấy cành hoa này vô sao cho nó được mắt ha, rồi chúng mình cùng hưởng cái không khí ngày tạ ơn của bên Mỹ nha các bạn. Lễ này giống như là tỏ lòng cảm ơn với tất cả mọi người đó các bạn, mà mình thì cũng muốn cắm cái chậu hoa này xem như cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã thương yêu ủng hộ kênh Nhật ký mẹ con. Ô, cái cành chanh này các bạn, mình giống như kỳ trước mình có làm một cái video về cây chanh của anh hàng xóm á, thì hôm nay mình cứ bứt mấy trái chanh có cái cành vô cắm á, để cho giống để nó có màu vàng các bạn, cho nên cho nó giống cái mùa lễ Thanksgiving. Cũng đơn giản các bạn, thì ở nhà thì có hai mẹ con à, cho nên làm gì nó cũng đơn giản cho nó khỏi phải mất công bày biện ra cho nó mệt á. Mình cũng không có mời bạn bè gì á, cũng ít bạn các bạn ơi. Đó, bây giờ thì chỉ còn cái cành chuối này nữa là xong. Các bạn thấy được được chưa ta? Ok, cũng tạm tạm ha. Đó, đây là cái chậu hoa mình vừa cắm xong, xem như mình gửi tặng các bạn ha, gửi lời cảm ơn các bạn luôn ủng hộ kênh Nhật ký mẹ con của mình. Còn bây giờ thì ra sân hái một ít hành để chuẩn bị cho một cái món nướng rất là đơn giản luôn các bạn. Mà mình nghĩ món nướng này ai cũng phải làm được hết. Rất là dễ luôn để ăn mừng ngày lễ tạ ơn ha. Thì đúng ra người ta ngày lễ tạ ơn người ta phải làm nướng gà thất khi. Mình cũng có mua các bạn nhưng nó bự quá thì hai mẹ con thì ăn cũng không có hết. Cho nên thôi thì làm cái món nào nhanh mà đơn giản ha. Bây giờ thì mời các bạn cùng vào bếp với mình. Đầu tiên thì hành mình rửa sạch xong mình cắt nhuyễn như thế này nè mọi người. Nói chung là cắt càng nhuyễn thì càng tốt nha các bạn. Sau đó thì mình có nấm ha. Cái loại nấm này mình cũng không biết tên nấm gì nữa mọi người. Bạn nào biết thì comment cái tên giúp mình nha. Mình chỉ biết cái nấm để bên đây nó bán vậy thôi. Thì thường thì ở trong cái nhà hàng Nhật thì họ hay sử dụng cái loại nấm này, cho nên mình sử dụng theo thôi ha. Đó, nấm thì các bạn cắt hột lựu nhỏ ra ha, giống như cái cách cắt của mình vậy đó. Đó, cắt nhỏ ra thì tùy theo gia đình các bạn ăn nhiều hay ít. Ở đây mình chỉ nướng có một dĩ cái con mussel thôi các bạn. Cái con mussel đó chút xíu mình sẽ đưa ra cái hộp cho các bạn coi ha. Thì mình làm khoảng 6-7 cái tay nấm như vậy. Đó, bây giờ nấm mình đã cắt xong ha. Bây giờ cái này là các bạn biết gì mayonnaise đó mọi người. Thì sorry, mới nãy đáng lẽ mình lấy cái cốc bự, nhưng mà mình lấy cái cốc này là 1/3 cốc, cho nên mình sử dụng 3 cốc. Nếu các bạn nào xài 1 cốc á, thì các bạn lấy đúng cho mình 1 cốc mayonnaise là ok ha. Nhưng mà tùy theo cái lượng các bạn ăn nhiều hay ít nha. Nếu mà mình nướng nhiều con đó tiếng Việt là gì mình cũng không biết nữa, giống như con chim chép vậy đó, thì mình nướng nhiều thì mình sử dụng nhiều ha các bạn. Ở đây mình sử dụng một hộp thì mình dùng 1 cốc mayonnaise. Đó, xong đó mình trộn với cái loại nấm mà lúc nãy mình cắt hột lựu đó mọi người. Đó, mình trộn đều lên ha.
Sorry các bạn nha, cây la ở ngoài nói chuyện hơi lớn cho nên ở nhà có hai mẹ con à, con nít mà nó muốn chơi thì nó nói thôi, mình cũng không có thể nào mình cấm cản được. Ok, sau khi mình cho mayonnaise vô rồi đó thì các bạn trộn đều ha, rồi sau đó các bạn cho mình một ít tương ớt vào, tương ớt mình ăn phở đó các bạn. Thì tương ớt các bạn cho tùy thôi, các bạn nếu mà ăn nhiều cay á thì các bạn cho nhiều, còn mình thì mình ăn ít cay thì mình cho 1/4 của cái cúp này thôi các bạn, cái cúp này cái cúp 1/3 đó thì mình cho chút xíu thôi đó, mình cho cỡ như vậy á thì cái lượng cay của mình ăn vậy là đủ rồi, tại mình không có ăn nhiều cay á. Các bạn thông cảm giùm mình nha, cây la nói chuyện lớn quá cho nên mình có khó nghe chút xíu thì các bạn thông cảm nha. Cái món này thật ra rất dễ làm luôn mọi người, nhưng mà ăn thì cũng rất là ngon ha, cho nên các bạn canh theo tùy theo cái độ dẻo của cái mayonnaise thôi, đừng có quá lỏng ha, nó hơi đặc đặc như vậy là được nha các bạn. Còn đây là cái con mussel mới nãy mình nói các bạn nè, đó là mình làm cho một vỉ như thế này. Một vỉ này thì họ bán sẵn đông đá cho mình thì mình rã đá ra thôi các bạn. Ở đây thì ít có cái con bán tươi lắm, nhưng mà nếu mà các bạn ở Việt Nam thì mình nghĩ có con tươi thì nó ngon hơn nữa đó. Thì sau khi lấy ra các bạn dùng miếng giấy phải dắt cho khô, chấm thiệt khô cái nước ở trong cái con mussel này nha, tại vì nó là đông đá đó mọi người, cho nên rất là nhiều nước. Các bạn nhớ là lấy cái giấy chấm thiệt là khô, tại vì khi mình nướng á thì nước nó sẽ ra ngoài á, nó cộng với cái mayonnaise nó chảy nhèm nhẹp á, ăn nó không có ngon, cho nên cái điều quan trọng là các bạn phải chấm nước cho thiệt là khô cái con sò này nha. Thì các bạn vừa chấm xong thì đặt trên một cái vỉ có cái miếng giấy bạc á các bạn, để mình chuẩn bị cho mayonnaise vô rồi mình đi nướng thôi nha mọi người. Đó, bây giờ mình bắt đầu bỏ cái sauce mayonnaise mới nãy mình mới vừa làm á, thì mình nhắc lại luôn ha, trong cái sauce này gồm có mayonnaise, nấm với lại tương ớt ha. Đó, các bạn bỏ vô đó, xong rồi các bạn bỏ hết lên trên mặt của cái con này luôn, để tùy theo cái lượng mình thích ăn nhiều hay ít để mình bỏ vô, nhưng mà bỏ nhiều quá thì khi nướng nó lại chảy ra cái vỉ, cho nên mình bỏ cũng cái lượng vừa phải thôi các bạn. Bỏ trong vỉ thì khó quá, chắc mình phải cầm lên cho nó dễ quá đó, cầm lên thì mình bỏ xuống nó dễ hơn mọi người ơi, bỏ trong cái vỉ nó cứ vướng vướng. Đó, mình làm cho hết luôn nha các bạn, làm cho hết nguyên một cái hộp đó thì mình hay làm thì mình canh một hộp đó thì đúng vừa đủ hết cái tô sauce mayonnaise khi nãy mình làm nha các bạn. Mình vừa làm kết thúc xong cái hộp mussel của mình khi nãy các bạn, thì vừa đúng luôn cái tô sauce mayonnaise luôn mọi người. Mình được hai vỉ như thế này. Thì sau khi mình đã bỏ mayonnaise lên sò rồi, bây giờ mình đi nướng nha mọi người. Thì thông thường á, cái độ nướng nhiều hay ít á, cũng tùy theo mỗi người, mình thích ăn sống hay mình thích ăn chín nha. Ở đây mình ăn cái bộ độ trung bình thôi. Thì ban đầu mình nướng 20 phút ở nhiệt độ 350 độ F. Thì sau khi nướng xong đó các bạn thấy nó như thế này. Rồi mình lấy ra mình cho một ít trứng cá hồi vô các bạn. Nếu nhà bạn nào không thích ăn cá hồi thì mình cũng có thể mình không bỏ cá hồi cũng được nha mọi người. Không nhất thiết phải cần có cá hồi.
thì bình thường mình cũng ăn không có cá hồi, nhưng mà nay lễ lộc mình là mình chia sẻ với các bạn cho nên cho nó màu mè giống ở cái tiệm Nhật Bản thôi. À, mình cho hết vô một mỗi cái con như vậy một ít cá hồi. À, nhìn cho nó xanh xanh đỏ đỏ ha, màu cam thì giống lễ Thanksgiving nè mọi người đó. Rồi mình thêm một ít hành mà khi nãy mình cắt nhuyễn á, mình cho vô hết trong cái mỗi con sò mình đều cho một ít hành vô. Mình cho hết luôn nha các bạn. Thì sau khi mình bỏ hành hết vô cái mấy cái con mussel rồi á, thì các bạn lại tiếp tục đi nướng thêm giúp mình một lần nữa. Thì ở lần này á, mình nướng cái thời gian nó ngắn hơn khi nãy nha mọi người. Ở nhà mình á, thì thông thường mình lại nướng thêm khoảng 10 phút cũng mà vẫn ở nhiệt độ 350 độ F ha. Còn nếu các bạn nào mà muốn chín vàng hơn nữa cho con sò nó chắc lại nữa thì các bạn có thể để 20 phút. Còn bạn nào thì muốn ăn sống sống thì có thể bớt đi là 5 phút. Thì cái này mình vừa lấy ra nè các bạn đó, con sò của mình thêm 10 phút nữa ha. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức với nhà mình nha, ăn lễ Thanksgiving với mẹ con mình. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nếu các bạn nào mới có xem kênh của mình, xin cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như comment nha. Bây giờ thì video dài rồi, mình xin tạm ngừng và bắt đầu buổi tiệc. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày may mắn. Bye bye.